Chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Mình Tập Lục nha. Như vậy là tiệm giặt ủi thứ 52 trong group của ông Mình Long Free Club đã chính thức chào sân tại địa chỉ số 3B đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình. Mình đã thiết kế, set up và chuyển giao kỹ thuật giặt giũ cho bạn Lâm sẽ chịu trách nhiệm về tiệm giặt ủi này. Với phương châm của ông Mìn thì vốn của các bạn sẽ là người làm chủ. Đây là tuyến giao thông huyết mạch từ đường Trường Chinh để đi vào những khu bầu cát ở đường Trương Công Định, một vị trí khá là sầm uất các bạn. Đối diện là những cái chung cư lớn, chung cư mini đó các bạn, 40-50 phòng, bên cạnh một cái chùa. Cái hướng này chúng ta đi thẳng ra đường Trường Chinh nha các bạn ha. Hôm nay là sáng chủ nhật nên đường cũng còn hơi vắng. Cũng với cái mô hình là phải có đầy đủ những cái loại máy móc để đáp ứng được hết cái nhu cầu của khách hàng, từ giặt sấy, giặt ủi, giặt hấp vân vân, và những cái dịch vụ kèm theo khác, chẳng hạn như là giặt topper, giặt giày, nón bảo hiểm vân vân, tất cái gì có thể đem đến tiệm giặt sấy, giặt ủi được thì quý khách cứ việc đem đến. Những máy móc là được đầu tư mới 100% nguyên gia nguyên kiện, có bảo hành chính hãng các bạn ha. Thường thì chúng ta đi mua máy móc để làm cho tiệm giặt thì chúng ta bị miễn trừ bảo hành nếu chúng ta mua ở trong siêu thị. Đây là số điện thoại của Mr. Lâm. Mình thiết kế cho một cái tiệm rất là bắt mắt cũng như là rất là dễ nhìn. Đây là ngày đầu tiên các bạn ha. Chính thức khai trương thì có hai bọc đồ, một bọc giày dép và một bọc quần áo. Thì chắc chắn với sự hướng dẫn của mẹ mình rồi thì kỹ thuật, chất lượng sẽ được đặt lên hàng đầu, và dĩ nhiên giá cả thì bao giờ cũng là giá cả hợp lý các bạn ha. Rồi, quý khách có nhu cầu về giặt sấy, giặt ủi ở cái khu vực ngã ba Trường Chinh, Trương Công Định, khu vực Bầu Cát, Trương Bình Ký, Nguyễn Hồng Đào, Đồng Đen vân vân, có nhu cầu đến để sử dụng dịch vụ và trải nghiệm dịch vụ tại tiệm giặt ủi Hoàng Anh, số 3B đường Trương Công Định các bạn ha. Đây những máy móc đi, máy móc mới, sạch đẹp, chất lượng và hiệu quả. Một lần nữa, tiệm giặt ủi Hoàng Anh xin kính mời. Thank you.